Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào với video, anh em like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình sẽ cập nhật về VLSI rút tiền như thế nào nha tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ VLSI chưa đang cập nhật rút tiền, nhưng mà mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn phương thức thanh toán của nó nha tất cả các bạn. Nào. Đây thì VLSI, nếu bạn kiếm được 1.000 đô la mỗi tuần, một tháng bạn kiếm được 4.000 đô la một tháng, bạn có thể rút được 3 lần, mỗi lần 500 đô la nha tất cả các bạn. Tổng cộng là 1.500 đô la, còn số dưới 2.500 đô la các bạn sẽ rút vào tháng 5, vào ngày 5 của tháng tiếp theo nha các bạn. Như vậy là một tháng cho mình rút 3 lần. Phương thức rút giống các bạn vào đây, mà cái này nó là như là nó pending lỡ nha các bạn. Và VLSI các bạn vào đi tìm hiểu nè, kết quả thời gian các bạn mới nhớ bấm nút đăng ký, nút like để sau mình có thông tin gì từ VLSI mình sẽ đăng lên cho tất cả các bạn nhé. Và mình cập nhật thông tin luôn là cái phương thức là thu nhập bằng VLSI các bạn. Phần thưởng quảng cáo của bạn được thanh toán bởi VLSI bởi đối tác quảng cáo chúng tôi. Đối với quảng cáo của bạn mở, bạn sẽ được một khoản thanh toán nhỏ cho phần quảng cáo trực tiếp của bạn. Bạn có thể xem quảng cáo, bạn có thể nhận tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của bạn, vào thẻ Visa và thẻ ghi nợ nghe tất cả các bạn. Bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận tối đa 50 quảng cáo trên một ngày. Như vậy là chừng nữa mình xem quảng cáo nó được mỗi ngày được 50 cái quảng cáo nghe tất cả các bạn. Và nó có một chương trình là tiếp thị liên kết, bạn nào giỏi về affiliate là làm cái này này là chắc cũng khá khá. Vậy thiết lập thu nhập, trước tiên mình đối với mình dịch vụ sản phẩm muốn quảng cáo từ các nhà quảng cáo bao gồm công ty địa phương, quốc gia và quốc tế là một phần quy trình thiết lập và đồng ý chấp nhận ưu đãi mỗi ngày mỗi danh mục. Và bạn đã chọn điều này là đảm bảo không bị spam quảng cáo công ty gửi nó cho bạn biết rằng họ là một trong số năm hàng trăm công ty. Quảng cáo tôi đã hoàn thành bị thay đổi bước mẫu số lượng tận dụng cơ hội đến nay trong 6 tuần khi đạt khi chương trình ra mắt vào ngày 20/4, chúng tôi đã đạt 2 triệu salary đăng ký. Tôi hiện đang có mặt ở trên hầu hết các quốc gia thế giới các bạn. Như video chương trình này rất là lớn các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc của các bạn để lại comment với mình. Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình nói chuyện với sự thẳng cái bên chữ.